là Khoa Nhi quý vị. Mình đang quay phim đây. Vừa quay phim vừa sợ bị la, vì hồi trước đây cũng bị la một lần rồi. Thầy Thích Trung Đình chưa quý thiền đang đứng phía trước. Đi vào cầu thang lên tầng 5. Thưa quý vị, bên cùng thầy cùng như là chỉ dẫn lên tới tầng 5 rồi. Đây là phòng 501. Chị ơi, cho hỏi ở đây có ai tên là Hải Yến không? À, Hải Yến. Đây hả? Xin phép. Thưa chị là mẹ của cháu Hải Yến hả? Cháu Hải Yến năm nay mười mấy tuổi chứ? 11 hả? Còn đi học không? Đang học lớp 5 rồi. Hôm nay thầy về phái đoàn nhóm từ thiện có anh Thiền Phúc và chị Nguyễn Hành ở bên Mỹ á. Gửi về một số ít tiền tài về để hỗ trợ cho các em đang làm việc gì. Thầy đại diện cho đoàn để trao cái phần quà này và chúc cho em mau lành bệnh phục lành bệnh nhé. Cố gắng luyện niệm Phật nhé. Tham mô đại bi quảng thế âm Bồ Tát để ngài từ bi gia hộ cho con nhé, được sức khỏe nha. Rồi thầy chúc con mau lành bệnh nhá. Dạ, cảm ơn thầy. Em cũng xin phép đại diện một ân nhân. Đó là một chị cháu của chị Hiếu, vợ của anh Uyển ở Cali, có tặng cho cháu 1 triệu đồng. Dạ. Bình xin nhờ thầy trao cho cháu Yến. Dạ. Dạ. Là phần quà của cháu của chị Hiếu. Dạ, vợ anh Uyển ở Cali nhé. Dạ. Dạ. Dạ, chị có thể nói một lời gì cảm ơn không? Dạ, em muốn thay mặt cho gia đình, thay mặt cho cháu, em muốn xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay ủng hộ để góp sức lo lắng cho cháu. Dạ, quê em ở chị? Chị quê em ở? Dạ, quê em ở Bình Định. Ở Bình Định hả? Dạ, tao năm đây mấy năm rồi? Cháu gần nửa năm. Gần nửa năm rồi. Gần nửa năm rồi, dạ. Rồi chị có hết là mấy cháu? Dạ, hai. Hai cháu, để cháu kia như thế nào? Cháu nhỏ là 4 tuổi. À, cháu nhỏ 4 tuổi đang ở bố. Dạ, rồi cháu này bị bệnh gì chính xác chưa? Bạch cầu tủy. À, bạch cầu tủy. À, dạ đó, tôi hả? À, dạ rồi, rồi thôi. Cầu mong ở trên ban cho cháu được nhanh lành chị ấy, chẳng có gì hơn. Rồi, hôm nay được thầy tới thăm rồi. Dạ, dạ bây giờ bên cùng với thầy đến phòng 505, nơi có cháu Bình Minh đang ốm nặng nằm, mà cháu của chị Hiếu và anh Uyển đang nhờ bên trao một phần quà nhỏ với cái tâm lòng cầu chúc cho cháu được nhanh chóng khỏi bệnh tật. Đây là phòng 505 quý vị. Dạ, dạ cháu Bình Minh thầy. Dạ. Dạ, 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 dạ. Thầy đang hỏi cháu Bình Minh. Ôi nhiều cháu quá. Rồi, hôm nay thầy cùng với phái đoàn nhận cái số tiền từ vợ chồng anh Uyển với chị Hiếu, tức là anh Thiền Phúc với chị Nguyễn Hành ở Cali Mỹ hóa nữa, là các mình có năm bên Mỹ gửi tiền của chúng ta để ủng hộ cho cháu Bình Minh trong việc chữa trị bệnh. Thầy đại diện và cầu nguyện cho bà được chư Phật gia hộ cho bà luôn được được lần mình khỏi mình ha. Dạ, tôi đại diện gia đình nhân dân của chúng ta này đi. Quế mình ở bố. Con tung. Con tung con núi. Là bé đau lâu chưa? Ồ, vừa mới đẻ ra là đau. Bây giờ đẻ được mấy năm rồi? Dạ. 12 tuổi rồi. Bây giờ trông cho nào? À, dạ, rồi. Dạ, rồi. Rồi, thế thì chúc bà con đang đứng xem cũng khá đông. À, thưa thầy, thưa chị, em cũng xin đại diện một ân nhân, đó là chị cháu của chị Hiếu với anh Uyển ở Cali. Dạ, cũng gửi cho thăm cháu 1 triệu đồng.
Dạ, với tinh thần cũng mong là cho cháu được chống khỏi bệnh. Dạ, dạ con xin nhờ thầy dạ, trao gửi giúp. Dạ, giúp chúc phúc. Dạ, đây là 1 triệu đồng. Dạ. Cho bà của sức khỏe. Dạ. Dạ. Nói dạ. Cảm ơn các dạ. Thường quân dạ. Dạ. Đến, đang theo dõi đó. Dạ. Dạ. Em có thể nói lời cảm ơn với chị cháu của chị Hiếu, vợ anh Uyển đang sống ở Cali. Ha. Dạ. Con xin cảm ơn chị ở California đã giúp cho mẹ con em tại bệnh viện này. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 28 tuổi rồi. 28 tuổi á? Dạ trong có bao nhiêu đứa con? Bây giờ có mấy đứa con? Một đứa thôi hả? Mà bị như thế này hả? Rồi trong quá trình đau ổn mà có bị cảm nó chứ? Dạ em bị hen. Bây giờ em cũng đang bị hen. Bị hen hả? Hen ảnh hưởng tới cháu đó. Đỡ một cái là em phải bây giờ mà cũng có bảo hiểm không? Dạ. Ồ thôi ha. Rồi. Dạ. 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 Rồi bây giờ bên xem thầy trao quà cho các cháu đang hiện đi nữa đó. Rồi. Mọi người mua ngõ hoàn cảnh là con lời đi phân cả có hoàn cảnh đó nữa thôi. Chào bị chi vậy cháu? Mẫu không đông nên miếng đây là mẫu nhá. Dạ. Còn 2 tuổi rồi. Ăn được cơm không? Con niệm Phật Nam Mô Đại Bi Quảng Thế Âm Bồ Tát đi ha. Con niệm Nam Mô Đại Bi Quảng Thế Âm Bồ Tát thì nghe con là Nam Mô Đại Bi Quảng Thế Âm Bồ Tát. Rồi con cứ niệm như dưới ha, để cho bệnh mau lên nha, để ngài phù hộ cho con ấy. Giờ thì có bị chảy máu trong ruột không chị? À được hả? Tồi ấy. Đây nữa. Thay táo đây, thay táo. Rồi. Thay con nhiệt cho bà Việt Nam sức khỏe. Đây nữa lắm hả? Rồi đây. Thay táo cho con. Đây. Đây. Dạ bình nhẫn là thầy nhà hai đứa thầy là hai đứa bình tĩnh tập 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 hai đứa bây giờ mình lại đi theo thầy vào thăm một số cháu nữa. Mẹ con đây hả? Con đau cái gì con? Con đau gì trong người, con đau gì? Đau gì không biết hả? Đau gì không biết hả? Có đau không? Rồi thầy, bây giờ thầy đại diện phái đoàn từ thiện bên Mỹ trao cho con cái món quà này nghe. Con nói lời cảm ơn đi. Con cảm ơn thầy. Dạ rồi. Tốt quá. Con đau chi? Đau chi? Đau chi biết không? Dạ không biết. Viêm xoang à? Viêm xoang đang cào sắp đâu rồi đau? Viêm xoang thế hả? Đau nhiều đấy chứ. Đau nhiều đấy được chứ. Ăn cơm được không? Ăn cơm được không? Rồi. Thầy đầu tiên cho bé nha. Bé đang đứng xuất ra đây cho thầy coi nè. Rồi. Con ngoan nha, con gắng cơm đi. Con nói lời cảm ơn đi, con cảm ơn. Thôi giỏi quá. Con quay một vòng cho chủ coi vậy nè. Quay một vòng đi. Rồi xoay một xoay nữa đi, đi xoay tí nữa. Cháu bị chi đấy em? Bị ung thư máu hả?
Con em đó hả? À, rồi em ở mố? Ở Phú Yên ạ. À? Cháu bị lâu chưa em? Một năm rồi hả? À, thầy tôi ha. À, bây giờ anh xin đại diện anh Uyển và chị Hiểu ở Cali em ấy tặng cho cháu 1 triệu đồng. À, chúc cháu trọng lành bệnh nhé. À, em tên chị em có thể giới thiệu không? Bích hả? Bích hả? Rồi cháu tên chi? Cháu tên là Quang Học. Hả? Quang Học ạ. À. Quang Học hả? À, em có thể đọc số điện thoại của em không? Đọc to lên cho anh với. 0364524. 0364524. 149 là số của Bích. À, rồi. Cảm ơn em nha. Hy vọng là nhiều mạnh thường quân nếu xem được cái hoàn cảnh của em thì có thể đồng lòng thương ấy. Bị ung thư máu hả? Ồ, thôi ha. À, bye bye nha, anh ca cảm ơn nha. À. Bây giờ còn Bình nữa. À, được 6 tháng rồi. 6 năm 6 tháng rồi. Không, 6 tháng. 6 tháng. Cháu đau chi là chi? Bị u nguyên bào thần kinh. Hả? U nguyên bào thần kinh. À, u nguyên bào thần kinh, bệnh nghe là lạ. Dạ. Yeah. Nhiều bệnh quá. Thôi thì thầy cũng xin đại diện phái đoàn nhân dân cá nhân thầy thì cũng cảm ơn các cái mạnh thường quân ở bên Mỹ, nhất là vợ chồng anh Uyển, chị Hiếu, chị Hoa. Chiều hôm nay thầy đi thầy quan sát thấy trong bệnh viện Nhi là quả thật là rất là xúc động, quá tội và quá nhiều trường hợp quá cần giúp đỡ, cần rất là cần sự giúp đỡ của các anh chị ở bên kia. Và mới cho 20 phần nhưng mà vẫn thầy nghĩ vẫn còn thiếu nhiều đó. Và có nhiều người nằm ở đây gần cả năm, 2 năm mà rất là cần sự trợ giúp. Thì thầy cũng thiết tha kêu gọi các anh chị ở bên kia, người nhiều kẻ ít, gọi chung tay góp sức để giúp cho quê hương của chúng ta, các em nhỏ được có đồng tiền để chữa bệnh. Đó là những việc làm mà phước lành lớn nhất để giúp cho mọi người có cuộc sống bình an. Thầy xin cảm ơn mọi người và chúc cho quý vị luôn được dồi dào sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. Hay lan tỏa video để có thể là các cái mạnh thương quân có thể là thấy được các cái hoàn cảnh và có thể là nối vòng tay lớn với thầy để giúp đỡ các em. Cảm ơn thầy.